Dạ em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay chính chủ có gửi bên em một cái vườn sầu riêng và ổi chị ha. Trước đất mình đây là đường ra là 3 mét công cộng, xe ô tô, xe tải mình chạy rất là thoải mái luôn chị nha. Còn mặt tiền thứ hai là đường đan xe máy anh chị, đường góc hai mặt tiền rất là thông thoáng chị ha. Lên tổng diện tích cái vườn cây ăn trái của mình anh chị là 1.913 m², có 6 hồng sẵn công chứng trong ngày nha chị. Cái hướng đường đan 3 mét này là hướng chánh đông nha, còn cái hướng đường đan xe máy á, mặt tiền thứ hai á là hướng bắc, có hai hướng cho anh chị cô chú mình lựa chọn nha. Chủ thì bao giấy tờ hết cho mình nha chị, tại chủ này ở xa chứ ba ở gần đây chị ha. Địa chỉ cái miếng đất vườn của mình là ở ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Mình đi về thành phố Hồ Chí Minh á chị, tính từ bến xe miền Tây á là 77 cây số nha. Còn cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây á là 21 km nha anh chị. Về đây mình cất cái nhà nghỉ dưỡng á chị thì có hai chợ mình đi. Một là đi chợ là Mỹ Long á chị ha, là 3 cây số. Còn cách chợ đầu mối Thay Cây Vĩnh Kim là 5 cây số nha anh chị ha. Có hai chợ mình đi nha. Còn đây ra chợ Hữu Đạo cũng tầm chạy xe khoảng là 15 phút mới tới chị ha. Với ngang diện tích cái mặt tiền đường đan 3 mét này nè, 16,4 m, chiều sâu là 60 nha. Còn bên tay trái mình chiều sâu ngắn hơn, chỉ có là 35, bắt đầu đá chữ L 30 trái, phía sau nó hậu ra là 39 mét nha anh chị. Cũng hướng này đi về chợ Hữu Đạo, trường học, ủy ban anh chị ha, là đi hướng này ra đường quyền lộ 35, đi đường này luôn. Đường này ra đường lộ 35 thì xa hơn, còn đi hướng ngược lại thì quyền lộ 35 cách chỉ có là 400 m anh chị ha, rất là gần. Thẳng mặt đường đan là tới cái đường quyền lộ 35 anh chị. Đường xá rất là rộng rãi thông thoáng anh chị ha, và đất mình được góc hai mặt tiền nữa chị, rất là thông thoáng anh chị ha. Về đây các nhà ở thì rất là ngon lành, tại vì dân cư đông đúc. Đường công cộng, có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Thì ở đây thì dân cư đây thì đông đúc không nói rồi, đây là khu này cũng rất là an ninh đó chị ha, nên về để ở mình cũng rất là yên tâm nha chị ha. Rồi em chạy cái ranh chiều sâu bên tay phải trước ha, rồi em sẽ đi vô bên trong đất chị ha. Thì lúc trước thì chủ trồng dừa với bưởi anh chị, nhưng mà chủ đã đốn rồi, giờ mới trồng lại như là ổi và sầu riêng anh chị ha. Ổi thì đang cho trái, sầu riêng thì mới trồng được có khoảng là 3 tháng đầu lại thôi, còn nhỏ xíu anh chị ha. Còn ổi thì cũng nhỏ nhưng mà có trái rồi. Đây nè anh chị, gốc hai mặt tiền anh chị. Chiều sâu bên tay trái mình gấp canh với cái nhà anh chị ha, còn bên tay phải mình thì gấp canh với cái đường đan xe máy anh chị ha. Anh chị học rất là thông thoáng. Đất mình thì không màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì hết anh chị, xung quanh cũng không có luôn nha. Ở đây thì có mấy cái trụ điện của nhà nước kéo vô, các đồng hồ dân xài chị ha. Đây là mặt tiền thứ hai nha anh chị, chiều sâu bên tay phải nha. Chiều sâu mình gấp tranh với cái đường đan xe máy nè, bên trong còn có hai hộ ở đường cùng anh chị, cái đường đan này. Còn đường đan trước mình ở đây đó là đường đan 3 mét công cộng anh chị ha. Được cái em thấy thì đất mình thì phía sau và trước thì có lưới hàng rào rồi, còn ở bên tay phải bên tay trái thì chưa có nha anh chị. Đất mình cũng cao chứ không có thấp anh chị ha, thấp hơn đường đan một xíu chứ không có nhiều. Để em quay vô cho mình xem nè. Đây ổi giờ đang cho trái, còn sầu riêng mới trồng được 3 tháng đâu lại, còn nhỏ xíu anh chị ha. Ổi thì rất là mau có trái chị, trồng cũng còn nhỏ nhưng mà có trái rồi. Thì vườn thì chủ cũng đang mướn người chăm sóc chị, tại vì chủ ở xa đó, bây giờ không có về đây cất cái nhà nghỉ dưỡng được nên phải bán anh chị ha. Đó, thì mướn người chăm sóc rất là cực và lâu lâu mới về nên nó xa nữa, giờ không có xây nhà nên phải bán anh chị ha. Qua bên trái mình đây là 16,4 nha anh chị. Rồi để em chỉ chiều sâu bên trái mình xem ha.
Nghe đây anh chị ha, hai cái trụ nè, bê tông nè, ráp bên cái nhà, cách mấy nhà khoảng 1 mét anh chị ha. Rồi để quay một vòng hàng xóm mình xem nha. Đây nhà cửa đây rất là đông, nên về đây mình ở không có sợ buồn anh chị ha. Đó, mình đi ra đây là ra đường Nguyễn Lộ 35, 400 m đổ lại ha. Ra đó thì phải về chợ Mỹ Long, còn về trái thì về chợ đầu mối cây Vĩnh Kim anh chị. Rồi để quay lại cái mặt tiền 16,4 m một lần nữa mình xem ha. Đây đối diện đất vườn mình cũng có nhà ở nè, hàng xóm đó nè. Đây, nhà nào nhà đấy to đùng anh chị thấy không? Đó. Dân cư thì đông đúc anh chị ha. 16,4 m thì anh chị các cái nhà cũng gốc rất là rộng rãi thông thoáng anh chị ha. Chiều sâu bên tay trái mình em có nói thì vô khoảng 35 m là đá chỉ là qua bên tay trái nha, còn bên tay phải mình thẳng một đường thôi là 69 m anh chị ha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô bên trong đất mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Ở đây có cái bảng tổ nhân dân tự quản đó anh chị ha. Rồi em sẽ đi mặt tiền thứ hai, quay vô đất cho mình xem. Giá thì gia chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ 050 triệu là 1.000 m² nha anh chị, còn thương lượng chính chủ nha. Đó, giá còn thương lượng nên mình rất yên tâm về giá cả ha. Đó, được góc hai mặt tiền, tiền thứ nhất là 3 m ô tô xe tải, còn mặt tiền này đường đan xe máy rất là thông thoáng luôn. Đây đất rất là đẹp chị. Về mở gào trước mình cuốn nền mình xây nhà ở chị ha. Còn ở đây thì mình có thể mình kéo gào ở bên trái bên phải nè, là cái đất mình rất là đẹp à. Xung quanh anh chị thấy không, trồng mà ổi với sầu riêng á, thì mô sầu riêng cao có 2 cái bed quay luôn đó, tại vì cái vườn này chủ mướn người chăm sóc anh chị, nên làm rất là kỹ ha. Để em ra cái ganh phía sau luôn mình xem anh chị ha. Đây ổi đang cho trái anh chị không, tại vì mấy cái bao bịch lại để không có sâu anh chị ha. Thì cái không gian đất mình nhìn rất là dễ biết anh chị, tại một số cây trái nó còn nhỏ anh chị ha, nhìn rất là dễ ha. Trước dừa nè, với bữa trái xum xê mà chỗ nó đốn rồi. Nha, tính trồng sầu riêng về đây là cất nhà ở giống như cái vườn kế bên anh chị. Đây. Đó anh chị thấy không? Sầu riêng này là cất tầm khoảng là 6 đến 7 năm anh chị. Có trái xum xê luôn, tàn rất là đẹp chị ha. Đó, thì nếu mình về đây chăm sóc thì cũng giống vậy, nhưng mà ít nhất khoảng là 4 năm rưỡi mới xử lý anh chị ha, mới cho trái. Rồi đây là vô 35 m tới đây anh chị thấy không, trước màn hình đó chị, cái tay em chạy có trụ 1 m đó chị. Đó, chị xong bên tay trái tới đó bắt đầu đá thẳng qua chữ L bên tay trái anh chị ha. Đó, thẳng qua bờ khoảng 10 mấy m. Rồi phía sau hậu mình đây là 39 m nha anh chị, đá qua chữ L bên tay trái bờ thì có một cái đường đan xe máy nữa chị ha, nên được là 3 mặt tiền. Rất là thông thoáng luôn, chị có thể cất nhà bên mé bên kia cũng được luôn, tại bên kia nó đá chỉ là bên kia có một cái đường đan xe máy giống như bên đây vậy anh chị ha, nên mình được 3 mặt lắm. Rồi để em chỉ cái ganh chiều sau bên tay phải mình xem nha. Bên trong đây còn một cái hộ sầu riêng chứ mà chứ trong còn 2 căn nhà đó mới là cùng anh chị ha. Đang quay rất là kỹ cho chú anh chị mình thấy rõ ranh giới luôn. Rồi mình đã tới vị trí cái chiều sâu bên tay phải anh chị ha. Đây hàng xóm mình đây, nhà cửa đây rất là đông. Đây là chiều sâu bên tay phải anh chị. Đó, mặt tiền này, mặt tiền thứ hai. Có trụ ganh hàng rào kéo dây chì anh chị ha. Đây là mặt phía sau. Đây là chị, anh chị thấy không? Đang chăm sóc luôn bón phân đó, mỗi cái gốc sầu riêng đó, cái mô rất là cao chị thấy rõ đây đó, có 2 cái bed quay tưới mới đủ nước rồi chị ha. Đây là cái không gian rộng cái miếng đất vườn phía sau cái mình anh chị, mặt tiền phía sau hậu mình là 39 m chị ha, nở hậu nha chị ha. Đá chỉ là bên kia là một cái đường đan xe máy nữa, nên mình được là thông thoáng là mặt tiền thứ 3.
Đó. Cái ganh mình ngay chỗ mà cây dừa cao cao chị ha, đó là cái ganh cuối cùng mình bên đó có đường ranh đó chị ha. À, mấy bên kia thì có trồng một số như là cây mận và cây tắc đó chị ha. Đây ổi nè chị thấy không, à, nhỏ xíu có trái nè, đùm đùm luôn. Rồi để đem tạm dừng video ha. Quý hàng cô chú nào quan tâm cái miếng đất dường nằm ở xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 1.050.000.000 1.000 m² anh chị ha. Cái này đất dường của mình á lên tổng tích là 1.913 m² nha anh chị. Phía sau nó hậu là 39 m nha. Với ba mặt tiền, mặt tiền trước là 16.4, mặt tiền thứ hai đây là 69, còn mặt tiền phía sau hậu là tầm khoảng là 2 mấy m anh chị ha. Ba mặt tiền rất là thông thoáng, dân cư thì đông đúc anh chị ha. Quý thằng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giống hình để tương tác với em, để có động lực quay những video mới tìm đất, nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.